sản phẩm giới thiệu đến các bác đây. Trước mắt các bác là hai mẫu lọc của Erica cùng mã là 5300. Tôi bán giá chuẩn 4 triệu đồng. Hàng đẹp xuất sắc và bãi nguyên zin luôn, bảo hành chất lượng cho các bác. Lọc này có hai đường vào âm thanh và một đường xuất xuống âm ly được ra. Núm mà vặn này là núm vặn cao thấp của đèn nháy. Tôi sẽ nói qua các nút chức năng trên lọc. Mở cái này ra, các bác sẽ thấy những cái hàng chỉnh giải âm bass midchep. Lọc này có tên là Erica, hai đường vào âm thanh. Đây là đường vào âm thanh tape, đường vào còn lại tôi đang chạy đường line hay còn gọi là sure thì phải nhả nó ra. Và nút này Equalize không dùng đến. Lọc có 5 chế độ lưu nhạc, nghĩa là 5 kiểu. Mình có thể lưu 5 kiểu nhạc mình sẵn dùng. Nút đây là nút nhớ. Đây là nút memory. Ấn vào đây, đó. Hiện chữ M đỏ này, đây là memory. Đó. Và đây là kiểu nháy của lọc. Nút này nút có lọc và không lọc. Bấm vào nó hiện chữ Equal On là có lọc. Nó lọc Hàn nhưng nó vẫn có tiếng Anh ở trên mặt máy để mình có thể tiện sử dụng, thuận tiện. Bề ngang mẫu lọc này là 42cm, 42, màu vàng chanh sang trọng, đèn nháy rất đẹp luôn, sáng sủa. Hình thức góc cạnh không điểm trên, xớt sát một tí tỉ ở đâu là phải có, cái góc cạnh không bóp mèo. Cái này là cái giấy dán nha. Quay mặt sau sẽ mở nhạc to hơn để bác cùng theo dõi. Được vào xua, được xuất xuống âm ly đây. Đường vào còn lại bên này. Đây các bác nhìn chữ tiếng Hàn này sẽ biết đâu là đường vào. Vì tôi vừa bảo đây là đường vào đúng không? Thì nó cũng có chữ tiếng Hàn tương ứng. Đó, bên này thì mình sẽ sử dụng được. Tôi đang test cái con này, nó có số series là 050. Đó. Cái con này thì test một cái đoạn đấy nó không có. Erica 220W, 220V, 14W. Hàng bãi đẹp xuất sắc luôn. Tôi sẽ chỉnh nhạc với các bác cùng nghe. Những mẫu lọc này thì chỉnh nhạc đến đâu các bác sẽ cảm nhận được chất âm đến đấy luôn. Tôi đã lưu sẵn kiểu số 1 và kiểu số 2, số 5. Bây tôi sẽ chỉnh kiểu số 4, số 3. Khi mình chưa lưu nhạc thì thanh sẽ nằm ngang. Cho lời lên này, đép lên này, bát lên này, vẫn còn nhớ cho ba. Không có lọc, đó, đấy là không có lọc. Tôi sẽ chỉnh kiểu số 4 này, cho đép vào lời lên này. Đang bật chế độ không có lọc nên gạt xuống các bác sẽ không cảm nhận được. Tôi bật chế độ có lọc đã. Đó. Tôi sẽ chỉnh lên này. Chất âm khỏi phải lăn tăn.